sau 6 tháng cái phôi trà Phúc Kiến này đã được cứu sống và vào chậu. Có ghép thêm một cái cây lũa bên cạnh này. Đây là phôi trà Phúc Kiến bỏ quên ở trong thùng xe của Viettel Post ấy. Bọn chuyển phát Viettel ấy, bỏ ở trong thùng ấy gần một tháng. Đây là lúc nhận lại thì nó như khúc củi khô, tưởng chết rồi, không nghĩ rằng nó sống, nhưng mà sau quá trình dâm ủ lại thì giờ đã sống khỏe. Giao lưu anh em cả chậu cho ai đam mê cây này, 1.500.000 nhé, 1.500.000. Đây cũng là một cây trà Phúc Kiến, hôm qua mới cắt tóc spa xong. Đây là cái hoa trà Phúc Kiến này, nó ra ra như này này. Hoa trà Phúc Kiến. Cây này nó đang rất nhiều hoa nhé. Đây là mình đang bẻ dáng văn nhân. Máy điện thoại nó hơi cùi bắp, quay nó mờ. Đây, cây trà Phúc Kiến giao lưu 1.500.000. Cây này để bàn trà là hơi hợp lý.